Điểm và khuyết điểm của mình thì bạn trai. Dạ, ưu điểm của em thì chúng mình nắm bắt công việc tốt, chăm chỉ làm việc. Chúng em cũng biết nấu ăn, làm việc gia đình. Cái khuyết điểm em là cũng hay nóng tính đó mà. Mình có Rồi tật bạn xấu nữ. gì không? Xấu em thì có nhậu chị. Trước em uống dữ lắm mà giờ này em bỏ rồi. Nhiều nhất là bao nhiêu? Em uống gần nào mà hết bia là em nghỉ luôn á chị. Trời đất ơi. Em cũng cỡ vậy á. Hả? Hả? Uống bia hay uống rượu? Dạ thế nào cũng chơi được hết. Trời ơi. Hai người này thôi thua rồi. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm em trước đi tại rồi. Nhiều lắm. Em hay quên, em ghen cực kỳ luôn. Em mà thấy bạn trai mà chat chít với con nào là hôm sau Trời em cho lên đường. Em cho con đó lên đường chứ không phải là bồ em. Trời ơi. Trời đất ơi trời. Mà em hỏi là bây giờ theo nó hay theo tôi? Kèm theo em thì chịu thôi. Ghê quá. Tôi nghe tôi thấy tôi hơi giận giận người đó nghe. Em gái có mấy mối tình rồi em gái? Dạ em có hai mối tình. Cái mối tình đầu tiên á thì đó là em mới nghỉ học, em phụ bán cà phê với dì. Cái bạn ấy nói em á là mấy đứa bán cà phê không có đàng hoàng đâu, không quen. Còn cái mối tình gần đây nhất là em quen được 2 năm. Lý do chia tay là tại vì em nói em là công nhân may á thì gia đình bạn không hài lòng với bạn ấy hay kiểu vũ phu á. Đánh em hả? Dạ có lần em bị quan xong rồi em chưa kịp nói gì hết. Mà cái tính em thì em quan không bao giờ em giải thích, em chỉ có khóc thôi. Xong rồi bạn vừa vô vừa nói tiếng trước tiếng sau, bạn bộp cho em cái vô mặt. Trời ơi. Thôi bỏ đi, đúng rồi em bỏ. Không, em vẫn tha thứ, em bỏ qua. Thậm chí là bạn ấy còn kể với em bạn ấy đi ngủ với gái mà em vẫn bỏ qua. Bạn cứ lợi dụng cái ưu điểm đó rồi bạn cứ làm lỗi hoài vậy. Nên em thấy em hết kiên nhẫn được rồi, em tự ý em chia tay với bạn. Không vậy thì quá đáng quá. Không có được vũ phu nha bạn trai. Em không có đánh gì đó, cười không mà. Rồi thì vậy cũng được. Tình trường của em sao? Em thì lúc em còn xong học 12 dưới quê anh thì mình cũng có quen. Đó rồi em lên Sài Gòn em đi học, cái em mê chơi đó. Chơi cái em đi học rồi em đi nhậu. Khi cái tình cảm mình nó không còn, cái ít gặp anh, cái tình cảm không có thôi mình chia tay nữa. Tụi em mong suy nghĩ muốn vậy tìm anh. Một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn tìm bạn trai á, cao từ 1m68 trở lên. 86 được không? Dạ cũng được. Cũng được. Với đặc biệt là không vũ phu, mà không cần biết ảnh đẹp trai hay sao, ảnh cứ hát hay là em đổ thẳng thôi. Bây giờ chết rồi chị ơi, em không biết hát. Để nó làm câu thử coi. Một vườn cây hoa trái đơm bông, chiều về trên sông điều hò ai quen. Hát nhìn tôi tưởng đưa tôi qua sông nữa mà lắm. Bằng lòng đi em, anh đón em về. Người quê chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Cái này chắc đổ nghiêng quá chứ không đổ thẳng quá. Hát đáp lại đi em. Hồi nãy em có nghe anh là anh hay nhậu đúng không? Em có bài nhạc chế này em hát em tặng anh luôn. Rồi, đây luôn. Anh dấu yêu ơi, anh đang đi nhậu ở đâu anh hỡi? Anh hứa hôm nay anh sẽ về nhà thật sớm cơ mà. Nhậu quên đường về phải không anh? Nhậu xong về nhà nói liên miên. Anh cứ lê la, anh cứ về pha. Xong tối bê tha cùng với bia rượu. Ta nắm tay nhau, ta thoát cơn say cùng dắt nhau về. Hay quá. Còn cái gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Em không thích bạn trai có bồ rồi mà còn đi thả thính gái. Bạn trai kia có hay lên Facebook được không? Có thả thính không? Có lên Facebook chị mà em không có thả thính chị ơi. Lại em lên em like mà em không phải thả thính. Thả tim không ha? Em không có thả em like mà em thấy đẹp em like. À, người ta thả em là em dính đúng không? Dạ không chị. Với em muốn là khi mà em có bạn trai rồi á, em phải được công khai mối quan hệ chứ không phải giấu. Thôi em ở nhà đi đi hay là không công khai em chứ. Trên Facebook này nọ em hay tan tên thì lại xóa.